Chúa ở cùng anh chị em. Khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu ông Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tamar, sinh Peret và Zerach. Peret sinh Chesron, Chesron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachson, Nachson sinh Salmon, Salmon lấy Rachab, sinh Boaz, Boaz lấy Ruth, sinh Ovet, Ovet sinh Jesse, Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriza, sinh Salomon, Salomon sinh Rechab-am, Rechab-am sinh Avisa, Avisa sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Uzziah, Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Chizkiah, Chizkiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời Lưu Đày ở Babylon. Sau thời Lưu Đày ở Babylon, Jeconiah sinh Sathien, Sathien sinh Zerubbabel, Zerubbabel sinh Avihud, Avihud sinh Enjakim, Enjakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Achin, Achin sinh Elihud, Elihud sinh Elazar, Elazar sinh Mattan, Mattan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì từ ông Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời Lưu Đày ở Babylon là 14 đời. Và từ thời Lưu Đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Đó là lời Chúa. Kính chào toàn thể cộng đoàn. Ngày hôm qua, cộng đoàn của chúng ta đã cùng nhau tái khám phá vẻ đẹp, phẩm giá và ơn gọi của đời sống gia đình. Hôm nay, trong buổi tĩnh tâm này, chúng ta cùng nhau can đảm nhìn vào thực tại của gia đình nhân loại, nhìn vào chính gia đình nhỏ bé của chúng ta, để có thể nói là khám phá hay gọi tên những cái khủng hoảng mà đời sống gia đình đang vướng mắc phải. Có lẽ không ai trong chúng ta lạc quan ngây thơ đến độ bảo rằng gia đình tôi yên ổn, không có chuyện gì cả. Một kiểu nói rất dân gian: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chắc chắn dù lớn dù nhỏ, gia đình của mỗi chúng ta cũng có những thách đố. Mà chẳng phải chỉ gia đình của chúng ta đâu, mọi thực tại gia đình trần thế, ngay cả là gia đình của Chúa Giêsu cũng không miễn trừ khỏi những thách đố như thế. Chúng ta vừa nghe khởi đầu tin mừng của Thánh Matthêu viết về gia phả của Chúa Giêsu. Nếu như tin mừng Thánh Matthêu đưa ra nhà xuất bản và người ta kiểm duyệt ngày hôm nay, thì có lẽ tác phẩm này không được phép xuất bản. Bởi lẽ Thánh Matthêu viết vì một vị lãnh tụ vĩ đại,
Thánh Matthew viết về thầy của mình, Thánh Matthew viết về Chúa của mình mà ra như Ngài không có sự trân trọng, ra như Ngài không biết dùng ngòi bút để viết cái gì tốt đẹp mà lại viết cả cái xấu của lãnh tụ như thế, thì làm sao xuất bản được sách. Thế nhưng tạ ơn Chúa, chúng ta có tin mừng theo Thánh Matthew. Tạ ơn Chúa, chúng ta đọc được bản gia phả của Chúa Giêsu, và chúng ta cũng tạ ơn Chúa bởi trong chính gia phả ấy ta khám phá những thách đố trong chính gia đình nhân loại của Thiên Chúa. Quý vị để ý nghe bản gia phả, Thánh Matthew viết theo lối phụ hệ. Ông Abraham sinh ông Isaac, ông Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah. Đấy. Nhưng mà lạ thay, trong bản gia phả đang được viết theo lối phụ hệ ấy thì lại liệt kê danh tánh của 5 người phụ nữ. Người phụ nữ cuối cùng Thánh Matthew ghi danh đó là Đức Trinh Nữ Maria. Dĩ nhiên rồi, Ngài là đấng tuyệt vời thánh vẹn. Nhưng còn 4 người phụ nữ trước đó thì sao? Chắc là rất đặc biệt. Phải đặc biệt lắm thì Thánh Matthew mới ghi vào trong gia phả của Chúa. Chắc phải là cành vàng lá ngọc, phải là châm anh thế Việt để tô điểm cho gia phả của Thiên Chúa trở nên lộng lẫy hơn, tốt đẹp hơn. Thưa cộng đoàn, không phải thế đâu. Khi tìm hiểu về lịch sử, về nhân thân của 4 người phụ nữ này trong gia phả của Chúa Giêsu, quý vị có thể giật mình. Người phụ nữ đầu tiên Thánh Matthew ghi tên đó là bà Tama. Bà Tama là ai vậy? Bà Tama là con dâu của ông Giuđa. Khi chồng của Tama chết, không để lại cho cô một người con nào. Cô khao khát có một đứa con để cho người chồng quá cố. Và cô đã đóng giả một nàng điếm thánh và đã tìm cách mua chuộc được ông Giuđa. Ông Giuđa phạm tội với chính con dâu của mình và tưởng đó là một cô điếm. Thế nhưng khi trả tiền cho cô điếm sòng phẳng thì cô ấy không lấy. Cô ấy bảo anh cho em cái gì làm tin là được. Ông Giuđa trao cho cô chiếc ấn và cây gậy của mình để làm tin, hay như món quà sau cái lần gặp gỡ ấy. Thế rồi trở về nhà thì Tama có thai. Người ta mách tin này đến tai ông Giuđa và bảo ông có một nàng dâu lang loạn, nó đi làm điếm để sinh con cho con trai của ông. Giuđa đã nổi cơn thịnh nộ và nói nó phải chết. Và rồi người ta dẫn nàng Tama đến gặp ông Giuđa. Tama thưa với cha rằng, thưa cha, con vẫn còn nhớ người qua đêm hôm ấy với con là ai, con còn giữ đây kỷ vật. Cô đưa chiếc ấn và cái gậy của Giuđa cho người bố của mình, và ông cảm thấy không biết phải nói sao. Con ơi, con công chính hơn cha rồi. Chúng ta biết chính đứa con mà Tama đã sinh ra với ông Giuđa nối kết để cô trở thành tổ mẫu của Chúa Giêsu trong gia đình của Giuđa, sau này gia đình của vua David. Người phụ nữ thứ hai đó là cô Ra-kháp. Cô Ra-kháp cũng chẳng có gì khá hơn. Nếu như Tama giả là điếm thánh để có một người con cho người chồng quá cố, thì cô Ra-kháp là điếm thứ thật.
một cô gái điếm nổi tiếng thành Jericho. Khi những người do thám đất mà Giô-suê sai vào thành bị bại lộ, thì chính nhờ cô gái Ra-kháp này cứu sống, cho nên người của Đức Chúa đã bảo vệ cô cùng gia đình cô, cùng những ai sống trong gia đình với cô. Và sau này cô Ra-kháp đã lấy người Do Thái và trở thành một trong những tổ mẫu của Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy mới kể danh của hai người phụ nữ thì đã là hai cô gái điếm rồi. Một cô gái điếm, một cô loạn luân. Người phụ nữ thứ ba Thánh Matthew ghi danh đó là bà Rút. Bà Rút thì tốt lành, không có gì đáng trách. Nhưng ngặt cái lại là dân ngoại, làm gì có biết Đức Chúa là ai. Bà Rút là con dâu của bà Naomi. Sau khi chồng chết, nàng dâu đã theo mẹ chồng sang vùng đất Israel để kiếm sống. Can đảm bỏ cả quê hương xứ sở theo mẹ và theo cả một vị chúa mà cô chưa hề biết đến. Người phụ nữ dân ngoại ấy cũng được ghi danh trong gia phả của Chúa Giê-xu. Và thưa cộng đoàn, người phụ nữ thứ tư Thánh Matthew ghi danh ở đây đó là bà Bát-sê-va, vợ của ông Uri-za mà vua David đã cướp lấy làm vợ của mình. Câu chuyện nổi tiếng của vua David phạm tội ngoại tình chúng ta không phải kể lại ở đây, bởi vì chắc hẳn cộng đoàn ai cũng biết. Vua David đã cướp vợ của Uri-za, và chính nơi cái tương quan của Bát-sê-va và David, David đã có được người con là Salomon. Và sau này trong dòng tộc của David có Giu-se, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Thưa cộng đoàn, gia đình của Chúa Giê-xu là thế đó, gia phả của Chúa Giê-xu là thế đó, không đẹp tốt là bao. Lịch sử của gia đình Chúa Giê-xu được vẽ bằng hình rích rắc. Đó không phải là một lịch sử thánh, hiểu ta nghĩa ta hiểu là thánh từ đầu đến chân, các cụ toàn là thánh. Không, có cụ có thánh ngoại tình, các cụ có thánh loạn luân, các cụ có thánh điếm, các cụ có thánh dân ngoại. Nói như vậy để chúng ta thấy ngay cả gia đình của Thiên Chúa cũng khủng hoảng đến như thế. Thế mà ngôi lời vẫn cắm lều giữa chúng ta. Ngài vẫn đến để thánh hóa tất cả những cái khó khăn của thân phận con người. Ngài ôm lấy vào trong thân phận của mình tất cả những gì là nhơ nhuốc nhất, là tủi hổ nhất, là đáng xấu nhất, để Ngài biến đổi nó như một thứ bùn đen có thể làm cho hương thơm và tỏa sắc những cái cánh sen bám sâu dưới bùn lầy. Đức Giê-xu đến thánh hóa dòng chảy của nhân loại, thánh hóa mái ấm gia đình của nhân loại, và Ngài làm cho những khó khăn có thể vượt qua, những bi đát có thể hướng đến niềm hy vọng. Và ngay cả khi Đức Giê-xu chuẩn bị bước vào trần gian qua mầu nhiệm nhập thể, ta còn bắt gặp một cuộc khủng hoảng khác nữa. Trước khi rước Đức Maria về nhà mình thì Thánh Giu-se đã định tâm bỏ Đức Maria một cách kín đáo. Bởi vì hai ông bà chưa chung sống mà Thánh Giu-se lại biết rằng người vợ của mình đang mang thai. Đó không phải là một cuộc khủng hoảng sao? Đó không phải là một thách đố sao? Và nếu như các bạn trẻ ngày hôm nay đối diện với một hoàn cảnh như Thánh Giu-se, chúng ta sẽ ứng xử thế nào? Thiên Chúa có cách ứng xử, các thánh có cách ứng xử, và các ngài đã vượt qua những khó khăn ấy để chu toàn sứ mạng ơn gọi của mình, để
làm cho mầu nhiệm nhập thế được tỏa sáng và đời sống gia đình được tốt đẹp. Khi chúng ta khám phá những cái khủng hoảng trong chính đời sống gia đình của Thiên Chúa như thế, chúng ta nhìn vào gia đình của nhân loại ngày hôm nay, chúng ta nhìn vào chính gia đình nhỏ bé của chúng ta, và chúng ta thử gọi tên xem đâu là những cái khó khăn, những cái thách đố mà các gia đình ngày hôm nay đang gặp phải. Khó khăn gì vậy? Rất nhiều những khó khăn, và ta có thể kể tên một vài những khó khăn mang tính cách điển hình. Chẳng hạn, cái khó khăn về cái khác biệt về cái quan điểm sống, khác biệt về những lối sống của thời đại. Ở trên mạng đang có một bài hát của một ca sĩ chuyển giới mà được rất nhiều người ưa thích. Bài hát với tựa đề Ông Bà Anh. Ông bà anh xưa kia khi yêu nhau chưa có tivi, chưa có Honda. Ông bà anh yêu nhau và món quà đầu tiên ông tặng bà là một bó hoa. Ông chở bà trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ, và ông anh bảo rằng ông có một tình yêu màu xanh. Chỉ cần nắm tay nhau một lần là yêu nhau và nhớ nhau trọn đời. Còn bây giờ anh yêu em, thời Facebook, thời Zalo, ta ngồi bên nhau hàng giờ, chẳng nói với nhau câu nào, mỗi người ôm cái điện thoại, rồi giận nhau bởi vì không trả lời tin nhắn. Bài hát với những ca từ rất dễ thương, và cái kết luận của người ca sĩ: anh muốn có một tình yêu màu xanh giống ông bà anh. Phải chăng đấy là một quan điểm thay đổi? Ngày xưa cuộc sống, tình yêu bản chất thì không khác, nhưng cách thể hiện và cách diễn tả có lẽ khác lắm ngày hôm nay. Cho nên ngày hôm nay các bạn trẻ gặp khủng hoảng về đời sống gia đình chăng? Hay ta có thể gọi tên một thứ khủng hoảng khác là khủng hoảng về kinh tế. Nếu như ta để ý trên các trang mạng ngày hôm nay, chẳng hạn trên VN Express, người ta đang đăng tải cuộc sống của người Việt chúng ta 30 năm về trước, tức là thời bao cấp. Cái khó khăn xếp hàng cả ngày để mua lon sữa, chờ cả ngày để xin cái giấy đi đóng gạo. Cái khó khăn ấy có lẽ khó khăn hơn bây giờ nhiều lắm. Nhưng không hẳn giai đoạn đó người ta bỏ nhau nhiều. Ngày hôm nay, cũng trên những mặt báo, người ta đang xôn xao chuyện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Suốt 30 năm, anh ca hát để rồi trả một món nợ cách xù cho chính người mẹ của mình trên 20 tỷ. Bởi vì bà mượn của xã hội đen cờ bạc gì đó. Những dòng chia sẻ cảm xúc nghịch chiều nhau. Có người thì ném đá, có người thì cảm thông. Nhưng dù ném đá hay cảm thông, chúng ta vẫn thấy đó là một vấn nạn của người giàu cũng khóc, vấn nạn của bạc tiền đang xé vỡ đời sống gia đình. Ta cũng có thể gọi tên cái khó khăn của đời sống gia đình ngày hôm nay, đó là chúng ta bị ảnh hưởng quá nhiều lối sống hưởng thụ và ích kỷ cá nhân. Người ta ít nghĩ đến người khác, người ta muốn cái gì đó cho bản thân mình. Và như vậy, chúng ta thấy những hiện tượng xã hội như là vô cảm. Ta thấy những hiện tượng người ta sống dần mất trách nhiệm với nhau. Chòm xóm không cần biết mặt nhau, chẳng cần cảm thông, chẳng cần chia sẻ. Đèn nhà ai người đó tỏ. Phải chăng những khó khăn đó đang là những thách thức cho gia đình của nhân loại này, cho chính gia đình của chúng ta? Thiết tưởng trong tất cả những khó khăn ấy, còn một thứ khó khăn khác
một thứ thách đố khác, một thứ nguyên nhân khác không thể không gọi tên. Đó là người ta sẵn sàng loại trừ Thiên Chúa. Gia đình không còn là một hình ảnh sống động của tình yêu Thiên Chúa. Gia đình chỉ còn là một hợp đồng sống chung. Gia đình chỉ còn là một thể chế nhân loại. Khi người ta gạt Thiên Chúa ra bên ngoài thì hậu quả sẽ là đắng đót, hậu quả sẽ là chia ly, hậu quả sẽ là những gì như chúng ta đang thấy. Thưa cộng đoàn, chúng ta vừa khái quát với nhau rất mộc mạc một vài cái nét hay một vài cái thách đố của đời sống xã hội ảnh hưởng trên đời sống gia đình. Bây giờ ta thử gọi tên cụ thể xem, vậy thì gia đình của tôi hôm nay có thể đang rơi vào một khủng hoảng nào đó. Rất có thể gia đình của chúng ta đang rơi vào cái khủng hoảng về căn tính của đời sống gia đình. Khủng hoảng về căn tính là gì? Khỏi nói thì ai chúng ta cũng biết một khái niệm đơn giản. Vợ chồng có nghĩa là người nam và người nữ. Khế ước hôn nhân có nghĩa là sống với nhau trọn đời. Điều đó hôm nay đối với một số bạn trẻ trở thành lạc hậu. Không nhất thiết phải là giao ước bền chặt, chỉ cần hợp thì sống chung. Không nhất thiết phải là một người nam, một người nữ, bởi vì đôi bạn đồng tính luyến ái vẫn có thể kết hợp vợ chồng, vẫn có thể được xã hội bảo vệ. Hai người đồng tính có thể làm đám cưới, làm hôn thú với nhau. Hai người chuyển giới có thể trở thành vợ chồng rồi nhận con nuôi. Căn tính của đời hôn nhân còn đâu nữa? Và rồi, ai trong chúng ta cũng có khái niệm và hiểu biết rằng gia đình có nghĩa là phải có cha, phải có mẹ, phải có con cái. Thế nhưng không ít các bạn trẻ ngày nay, người ta muốn làm mẹ đơn thân. Tôi chỉ cần một đứa con mà không cần đức ông chồng. Tôi có thể đủ kinh tế để nuôi dạy nó. Liệu đó có phải là khái niệm của một gia đình không? Liệu một đứa con không có một bờ vai của bố, nó có thể lớn lên và trưởng thành như một đứa con bình thường trong xã hội không? Liệu một người mẹ có thể vừa đóng vai là mẹ, vừa là cha của đứa trẻ để đi với đứa trẻ đó suốt hành trình đời sống của nó không? Đâu là căn tính của gia đình? Ai cũng biết gia đình là bền chặt, là một vợ, một chồng và bất khả phân ly. Thế nhưng nhan nhản trong xã hội này, có khi ngay trong chính gia đình của chúng ta, vợ bỏ chồng, con cái bỏ cha mẹ. Những chuyện đó đang diễn ra và rất đau lòng. Có khi chúng ta là tác nhân, có khi chúng ta là nạn nhân, có khi chúng ta là thứ gì không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi không có một mái nhà để trở về. Chỉ biết rằng tâm hồn tôi không an nghỉ. Chỉ biết rằng tôi cảm thấy đời sao quá buồn, quá buồn. Đó là những cuộc khủng hoảng ta có thể gọi tên khủng hoảng căn tính gia đình. Cuộc khủng hoảng thứ hai ta có thể gọi tên, đó là cuộc khủng hoảng về ý nghĩa và mục đích của gia đình. Gia đình đối với tôi có ý nghĩa gì không? Có thực sự gia đình là nơi tôi phải vun quén để tôi tìm thấy chính hạnh phúc của tôi không? Gia đình có còn phải là ý nghĩa với tôi hay tôi chỉ tìm được ý nghĩa khi tôi ra ngoài xã hội? Tôi có xác định được rõ mục đích của đời sống hôn nhân chính là yêu thương nhau vẹn toàn không? Tôi có nhận ra hoa trái của tình yêu được trao tặng là những đứa con làm cho mục đích hôn nhân ngày càng được vẹn toàn không? Khi ta khước từ một tình yêu bền chặt, khi ta khước từ hồng ân của con cái ở sự sống,
thì ta đang khủng hoảng chính ý nghĩa và mục đích của đời sống hôn nhân. Và thưa cộng đoàn, chúng ta cũng rất có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng thứ ba, cuộc khủng hoảng giá trị của hôn nhân. Hôn nhân ngày hôm nay đối với tôi có thực sự là giá trị, hay tôi sẽ đánh đổi để có được thứ gì khác? Trên trang báo Phụ Nữ Chủ Nhật, số mới nhất, bài đầu tiên, có một câu nói thách thức như thế này: nếu cả thế giới chống lại anh thì em sẽ phản bội cả thế giới này. Nếu cả thế giới chống lại anh thì em sẽ phản bội cả thế giới này. Ra như là một thách thức, ra như là một đối chọi, nhưng chúng ta cũng có thể thấy như một sự rất can đảm và chọn lựa. Dù anh có bị cả thế giới này loại trừ, nhưng em không bao giờ loại trừ anh. Đón nhận nhau vô điều kiện, ngay khi anh không còn là gì nữa cả, thì anh vẫn là của em. Đó là một tình yêu bền chặt, một tình yêu vượt trên dư luận, một tình yêu vượt trên những thành công của cuộc sống. Khi nào ta có được tình yêu ấy, ta sẽ có thể vượt qua những khủng hoảng đời sống của mình. Để kết thúc, xin thưa với cộng đoàn một mẩu chuyện, một mẩu phim Việt Nam rất cảm động. Hai vợ chồng trẻ chưa có con mà đã quyết tâm, quyết định bằng mọi cách ly dị, không thể sống chung với nhau một ngày nào nữa. Lý do rất đơn giản, bởi vì anh chồng đã có bồ nhí. Cô vợ hết lòng yêu thương và níu kéo cái mối hôn nhân của mình, nhưng không làm cách nào được. Nếu em không ký thì tôi sẽ ly hôn đơn phương. Cô vợ cuối cùng chấp nhận ký vào đơn ly hôn với một điều kiện: trong vòng 3 tháng anh phải chu toàn hay phải làm một số những điều kiện không lớn, anh bắt buộc phải làm tôi mới ký. Trong vòng 3 tháng. Và cô vợ lần lượt bắt ông chồng phải làm, ôn lại cái kỷ niệm ngay từ buổi ban đầu hai người quen nhau. Hôm nay anh chở em đến quán cà phê đó nhé, chúng ta uống cà phê rồi đi về. Thế thôi, không làm gì cả. Uống cà phê, ngồi đúng vào cái ghế mà hai người quen nhau hôm đầu. Sau đó cô nàng bảo: anh có nhớ 5 năm trước không? Mình cũng uống cà phê ở đây. Và rồi họ đi về. Ngày hôm sau lại là một kỷ niệm khác. Em chở anh chở em đến một chỗ để sắm quần áo. Cô lựa đúng cái áo mà ngày xưa khi mới quen người chồng tặng cho mình. Cô nói: anh mua cho em chiếc áo đó đi. Thôi thì cũng chiều để được mau ly dị. Anh chồng mua cho vợ chiếc áo. Và cô ta trả bảo rằng: anh có nhớ không, 5 năm trước anh cũng tặng cho em chiếc áo như thế này đó. Và cứ như vậy lần lượt, người vợ dẫn người chồng đi qua những trang kỷ niệm cuộc đời của hai người để họ nên vợ nên chồng. Cái kỷ niệm cuối cùng đó là: anh dẫn em đến nhà hàng nhé, nhà hàng chúng ta đặt tiệc cưới. Nhưng hôm nay không phải đặt tiệc cưới, em sẽ đặt một bữa tiệc đúng số bàn như ngày chúng ta cưới nhau. Nhưng em công bố với mọi người rằng hôm nay chúng tôi ly hôn. Người ta ăn của mình đám cưới, bây giờ ly hôn phải trả cho người ta chứ. Anh chồng không còn có thể ký vào đơn ly hôn nữa. Chúng ta làm đám cưới và em là của anh. Câu chuyện phim ảnh nhưng chúng ta cảm động, và bài học chúng ta có thể rút ra để chúng ta vượt qua khó khăn, những thách đố trong đời sống gia đình.
xin được kết thúc bài chia sẻ và gửi đến cho quý vị ba gợi ý. Trước hết, trong đời sống đức tin, để chúng ta gìn giữ được hạnh phúc gia đình, để vượt qua được những thử thách, thì tuyệt đối điều này quan trọng, phải mời bằng được vị thượng khách là Chúa Giêsu. Xin Ngài đến với gia đình của chúng ta. Không có Chúa, chúng ta không làm gì được hết. Hãy mời Chúa vào gia đình của chúng ta. Điều thứ hai, hãy cố gắng ôn lại những kỷ niệm tốt nhất của nhau. Hãy nhìn những điều tốt, đừng nhìn những điều xấu. Cái xấu hãy bỏ qua đi, nhìn cái gì tốt nhất để cho tình yêu được thăng hoa. Và cuối cùng, hãy biết quảng đại đón nhận nhau, bởi vì không ai trong chúng ta là thánh nhân cả. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho tất cả các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn. Và xin Chúa Giêsu hãy đến hiện diện trong gia đình của chúng ta, chúc lành cho từng gia đình của chúng ta. Amen.